Thông qua sức mạnh của suy nghĩ và lời nói của tôi, những biến đổi đáng kinh ngạc đang xảy ra trong tôi và trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ. Tôi không ngừng phát triển thành một người tốt hơn. Thông qua sức mạnh của suy nghĩ và lời nói của tôi, những biến đổi đáng kinh ngạc đang xảy ra trong tôi và trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ. Tôi không ngừng phát triển thành một người tốt hơn. Thông qua sức mạnh của suy nghĩ và lời nói của tôi, những biến đổi đáng kinh ngạc đang xảy ra trong tôi và trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ. Tôi không ngừng phát triển thành một người tốt hơn. Thông qua sức mạnh của suy nghĩ và lời nói của tôi, những biến đổi đáng kinh ngạc đang xảy ra trong tôi và trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ. Tôi không ngừng phát triển thành một người tốt hơn. Thông qua sức mạnh của suy nghĩ và lời nói của tôi, những biến đổi đáng kinh ngạc đang xảy ra trong tôi và trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ. Tôi không ngừng phát triển thành một người tốt hơn. Thông qua sức mạnh của suy nghĩ và lời nói của tôi, những biến đổi đáng kinh ngạc đang xảy ra trong tôi và trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ. Tôi không ngừng phát triển thành một người tốt hơn. Thông qua sức mạnh của suy nghĩ và lời nói của tôi, những biến đổi đáng kinh ngạc đang xảy ra trong tôi và trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ. Tôi không ngừng phát triển thành một người tốt hơn. Thông qua sức mạnh của suy nghĩ và lời nói của tôi, những biến đổi đáng kinh ngạc đang xảy ra trong tôi và trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ. Tôi không ngừng phát triển thành một người tốt hơn. Thông qua sức mạnh của suy nghĩ và lời nói của tôi, những biến đổi đáng kinh ngạc đang xảy ra trong tôi và trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ. Tôi không ngừng phát triển thành một người tốt hơn. Thông qua sức mạnh của suy nghĩ và lời nói của tôi, những biến đổi đáng kinh ngạc đang xảy ra trong tôi và trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ. Tôi không ngừng phát triển thành một người tốt hơn. Thông qua sức mạnh của suy nghĩ và lời nói của tôi, những biến đổi đáng kinh ngạc đang xảy ra trong tôi và trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ. Tôi không ngừng phát triển thành một người tốt hơn. Thông qua sức mạnh của suy nghĩ và lời nói của tôi, những biến đổi đáng kinh ngạc đang xảy ra trong tôi và trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ. Tôi không ngừng phát triển thành một người tốt hơn. Thông qua sức mạnh của suy nghĩ và lời nói của tôi, những biến đổi đáng kinh ngạc đang xảy ra trong tôi và trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ. Tôi không ngừng phát triển thành một người tốt hơn. Thông qua sức mạnh của suy nghĩ và lời nói của tôi,
những biến đổi đáng kinh ngạc đang xảy ra trong tôi và trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ. Tôi không ngừng phát triển thành một người tốt hơn thông qua sức mạnh của suy nghĩ và lời nói của tôi. Những biến đổi đáng kinh ngạc đang xảy ra trong tôi và trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ. Tôi không ngừng phát triển thành một người tốt hơn thông qua sức mạnh của suy nghĩ và lời nói của tôi. Những biến đổi đáng kinh ngạc đang xảy ra trong tôi và trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ. Tôi không ngừng phát triển thành một người tốt hơn thông qua sức mạnh của suy nghĩ và lời nói của tôi. Những biến đổi đáng kinh ngạc đang xảy ra trong tôi và trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ. Tôi không ngừng phát triển thành một người tốt hơn thông qua sức mạnh của suy nghĩ và lời nói của tôi. Những biến đổi đáng kinh ngạc đang xảy ra trong tôi và trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ. Tôi không ngừng phát triển thành một người tốt hơn thông qua sức mạnh của suy nghĩ và lời nói của tôi. Những biến đổi đáng kinh ngạc đang xảy ra trong tôi và trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ. Tôi không ngừng phát triển thành một người tốt hơn thông qua sức mạnh của suy nghĩ và lời nói của tôi. Những biến đổi đáng kinh ngạc đang xảy ra trong tôi và trong cuộc sống của tôi ngay bây giờ. Tôi không ngừng phát triển thành một người tốt hơn.